Bây giờ nó qua bên này đó, xong rồi nó nâng lên. Hi, xin chào các bạn. Thì đây chính là cái mô hình mà mình chuẩn bị mang đến cái sự kiện triển lãm VIIF 2024 tại Hà Nội lần này. Và trong video này các bạn sẽ thấy được là tổng quan cái sản phẩm nó sẽ được hoạt động qua cái mô hình này, và chi tiết về từng phần nó sẽ hoạt động như thế nào mà mình và Quân sẽ chia sẻ cho các bạn. Các bạn có thể thấy những cái băng tải ở đây nó đều hoạt động và nó theo một cái hệ thống vận hành liên tiếp với nhau như thế này. Đó. Rồi, Quân có thể chia sẻ với các bạn về từng phần để cho các bạn có thể hiểu được. Tại vì ở trước mình làm video cho các bạn thì mình chia sẻ về từng cái hoạt động. Thì đầu tiên là cái này nó sẽ hoạt động. Như các bạn thấy thì ở đây chính là băng tải Zulo. Thì băng tải Zulo này chính là băng tải đầu tiên để nhận hàng. Và khi hàng ta chạy qua cảm biến thì đồng nghĩa cái việc là cái băng tải nó sẽ nâng lên. Và hàng nó sẽ chạy qua cảm biến thứ hai thì băng tải này sẽ chạy. Tức là băng tải xích tấm bắt đầu hoạt động. Đúng rồi. Khi mà cái băng tải xích tấm này nó hoạt động thì cái đồng thời cái vít me này nó cũng sẽ nâng lên. Nâng hàng. Khi đụng cảm biến ở đây thì cái băng tải xích tấm này nó sẽ dừng lại ở cái điểm bằng băng này. Và nó đi qua cái băng tải cao su. Băng tải cao su. Và nó sẽ quay ngược lại về cái băng tải Zulo này. Nâng hạ dưới này là dùng cái xi lanh, còn bên kia thì dùng cái cơ cấu vít me nâng hạ. Đây rồi dùng xi lanh điện. Nè, các bạn có thể thấy một vòng chuyển động của nó nha. Đây là các bạn xem như nó là một chuyển động ban đầu nè. Băng tải Zulo nó hoạt động đi qua cái băng tải xích. Khi mà nó đi qua cái cảm biến này, đồng thời cái này nó nâng lên để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Và băng tải xích tấm của chúng ta nó hoạt động nhờ vào cái cơ cấu vít me nâng hạ ở bên dưới, nó nâng cái băng tải xích tấm này lên. Và khi nó lên tới đây, cảm biến nó hoạt động thì cái băng tải cao su này nó cũng sẽ bắt đầu hoạt động, thực hành một việc. Và cái chu kỳ nó sẽ được lặp đi lặp lại. Để mô phỏng cho các bạn thấy với băng tải cũng như là các linh kiện nó sẽ được vận hành ở trong cái mô hình này. Như thế các bạn, đây mình sẽ để một cái lượng hàng lên nhất định để xem cái nhất là cái vị trí băng tải chúng ta sẽ hoạt động chân chu không, hay bị vấp hay không. Các bạn thấy là khi mà hàng của chúng ta đi qua này, đồng nghĩa với cái việc là cái băng tải tấm, xích tấm chúng ta sẽ chạy, sẽ đưa hàng này lên. Và sau khi đưa cái băng tải xích tấm này đưa hàng lên thì nó sẽ đi qua cảm biến ở đây, và đồng nghĩa với việc là nó sẽ hạ xuống và băng tải cao su ta sẽ chạy và đưa hàng tiếp theo về đây. Nó xuống đồng thời hai cái cơ cấu luôn đúng không em? Đúng rồi, khi mà xuống thì nó sẽ xuống đồng thời. Khi lên thì ông này sẽ lên trước, bên này lên trước. Đúng rồi. Cái xi lanh nó sẽ nâng cái này lên trước. Các bạn có thể thấy đây là ví dụ như là trong ứng dụng thực tế thì sẽ có một cái khối lượng hàng rất là nhiều ở trên những cái băng này, và nó sẽ phải vận chuyển hàng giống như kiểu là khi mà lên xuống như vậy thì thường người ta sẽ gọi là xếp lốt để lên xuống hàng. Và đây là mô hình mà mình sử dụng cho triển lãm VIIF 2024 lần này. Thì các bạn có thể thấy là trong mô hình nó có sử dụng rất là nhiều thiết bị. Motor giảm tốc mini, nhông xích, khớp nối, rulo và băng tải cao su. Đồng thời nó sẽ có thêm là vít me nâng hạ, motor giảm tốc, motor điện. Thì những cái thiết bị linh kiện này đang được phân phối bởi Đại Kinh Bắc. Và những cái sản phẩm này chính là những cái sản phẩm được ứng dụng vào trong các lĩnh vực tự động hóa. Ngoài ra nó còn có biến tần và những cái thiết bị điều khiển khác. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.